Công việc tôi khép lại, bọn tôi dành chút thời gian cùng nhau tụ tập rồi kéo nhau ra hết từng phòng thu. Nhạc của bọn tao chưa bao giờ gọi là cũ, cứ thì có cho từng hay để hay đờ với phòng thủ. Giấy và bút là công cụ, lấy chút vấn khởi từ trong rượu. Cứ cái bộ não của mấy thằng với tốc độ, cho nên đây mình tụ họp là bọn tao còn đông đủ. Âm nhạc tao chưa bao giờ phai mờ, ngạo mạn như con má tưởng như Skyler. Nhạc của mày của năm đó ai chờ, nhạc tao xuất ra như là không hiểu fire. Bọn tao gắt từ nhạc cho đến cypher, mày cũng gắt khi trong miệng mày là hai cờ. Ý kiến ý còn ăn bập tay giờ, bọn tao chỉ được xét mấy trên bố cho tụi quay. Nhờ trong chai bột đỏ hình tia sét ở trên ngực với tốc độ thật là nhanh, bọn tao đâm xuyên lên mày. Phóng hết tất cả bọn tao phóng luôn thâm lai rồi, bọn tao chỉ có tất bọn mày đi được phóng không ghệ mày. Sản xuất ra một bọn tao làm hàng ngày, rót cái bọn đầy đủ cho cạn này. Tụi mày đâu hay biết được, còn nó như thế nào cái bọn nó tên lên những năm mươi chân cùng một cái dòng nhạc như thế này. Cái tao tiền cũng chỉ là mỗi tốc độ ở đâu một con là cách xử lý thường mới. Cái tao ra nhạc để có được flow thật hay, cái tiền mắt mình được nhìn thấy cái cách làm việc của tao một ngày đời. Hãy bắt nhìn về nhạc của tao lúc là như thằng mất dạy. Nhạc tao không thể nào mà trốn từ cho mình thì cứ nói là không, nhưng mà hành động là bằng tay. Nghe xong một lần là mình tự cho tới não, khi mình nghe cho tới lần hai là nhạc của tao không đấm say.